chị không anh? Chị gặp em có lâu không? Cũng không lâu lắm. Mà em gọi chị ra đây có việc gì mà gấp thế? Thôi, thanh niên sức dài vai rộng, làm ăn thì không lao làm ăn, mua theo cái lũ đầu trâu mặt người đếm đốc của người ta. Sao? Bất ngờ quá hả? Trắng mắt ra, cũng may là không mất gì ấy. Lần sau tao mà còn gặp được á, tao chặt cho cụt tay, đỡ phải giả vờ tàn tật. Em có đau không? Em có sao, em cảm thấy chịu. Em đói chưa? Anh tặng cái bánh nhá. Thế của chị ạ? Chị cho em nửa cái được rồi ạ. Thôi, em ăn đi. Chị cũng đang chán lắm, vừa thất tình vừa thất nghiệp. Cũng đúng thôi, tại vì chị xấu quá mà. Chị nghĩ mình đang ở dưới đáy của xã hội rồi, nhưng mà khi chị nhìn thấy em thì chị lại cảm thấy bản thân mình may mắn hơn. Nào, cùng lên xe nhé. Cảm ơn chị ạ. Nào, bây giờ em muốn đi đâu? Chị để em đi đến đấy nhá. Chị để em ra chỗ kia đi ạ. Chị gặp em có lâu không? Cũng không lâu lắm. Mà em gọi chị ra đây có việc gì mà gấp thế? Em có cái này cho chị đây. Hôm nay em bán được hết hàng. Với cả có một ông khách cho em tiền, nên là em có mua cho chị sâm tố nữ này, thuốc mọc tóc Rick Hair này, Rick Skin Serum của Kohiner này. Chị dùng thử đi. Da rẻ con gái phải đẹp chứ. Chị cảm ơn nhá, nhưng mà mấy thứ này đắt lắm, chị không dám nhận đâu. Đắt là sắp ra miếng chị ạ. Em mua cho chị mà chị không nhận, em cũng chả dùng được. Chị dùng mấy cái này á, mấy hôm em gặp lại không khéo không nhận ra chị. Vậy chị cảm ơn nhá. Đồ đắt tiền thế này chắc là dùng vào đẹp lắm em nhở.
sâm tố nữ Pure Collagen giúp cân bằng nội tiết tố, làm đẹp da, giảm thâm, nám tàn nhang hiệu quả, chống lão hóa. Thuốc mọc tóc Red Hair giúp tóc dày và khỏe hơn, mọc tóc nhanh hơn. Red Skin Serum HA cộng được chiết xuất từ những thành phần quý hiếm, giúp giảm thâm, nám tàn nhang hiệu quả, chống lão hóa, thu nhỏ lỗ chân lông, dưỡng da từ sâu bên trong, giúp làm se khít lỗ chân lông, bảo vệ da từ các tác hại bên ngoài của môi trường. Sắc đẹp rồi. Sao? Bất ngờ quá hả? Xin thật đấy, tí nữa thì em không nhận ra. Nhờ có thuốc mọc tóc Red Hair, có sâm tố nữ, có serum Red Skin HA cộng mà chị mới được như thế này đấy. Thì em đã bảo là mấy cái đấy dùng tốt mà. Mà đây là khu trọ của chị đấy à? Thích thật đấy. Ừ. Chị phải cảm ơn em rất nhiều. Nhờ có bộ sản phẩm của em mà chị đã lấy lại được tự tin và cũng có một công việc tốt nữa. Chị đã thuê cho em một phòng trọ ngay cạnh phòng trọ của chị rồi, để có thể tiện bề chăm sóc em. Nó nhỏ, đơn giản và không đắt đâu. Thế nên em đừng ngại nhá. Chị tốt thật đấy. Chị cho được nhận chị là chị gái của mình nhá. Em trai. Nào, chúng ta đi vào nhà mới thôi. Toang thật rồi chị ạ. Cuộc đời em coi như là hết rồi. Em không muốn sống nữa đâu. Đây là camera hả Tuyết? Em nghe nói là anh đang muốn tìm mua camera. Chính là mày. Này, sáng nay chị đóng tiền nhà đâu nhá. Ai giời. Ôi, chị Đức ơi. Toang thật rồi chị ạ. Có việc gì? Thì con Tuyết bên nhà bên này kia. Ôi ôi, nó vừa bị mấy tung cái clip nóng, clip xích xích lên trên mạng tràn lan rồi chị ạ. Úi rồi, thế là sao?
Anh nào, cậu kể đi. Thì không biết là cái đứa nào nó hãm hại cái con đấy. Thế là nó quay lại cái clip của Tuyết nó thay quần áo. Ui dồi ôi, em vừa mới xem xong, nó ngon lắm chị ạ. À không không không, ý em bảo là ấy, cái con đấy nó bị lộ clip nóng. Bây giờ nó bị gọi điện chửi bới đầy ở nhà ấy kìa. Mà cứ nhận nó còn suýt nữa thì nó nghĩ quẩn. May mà em mới đến kịp đấy. Rồi. Sao thế hả em? Chị Tuyết ơi, cuộc đời em coi như là hết rồi. Em không muốn sống nữa đâu. Em còn trẻ, còn tương lai phía trước cơ mà. Với cả trong chuyện này, em là người bị hại, mọi người sẽ đứng về phía em. Đừng suy nghĩ dại dột, có bố mẹ ở quê nữa. Bố mẹ ở quê sống sao đây? Đây là camera hả Tuyết? À, không ạ, đây chỉ là mô hình đồ chơi thôi, bạn em tặng. Thế em có nhớ ai tặng em cái này không? À, có ạ, là anh Khang, là bán đồ điện tử, là công ty kinh doanh trung kính ấy chị ạ. Và anh ấy bảo là tặng cho em cái này về để ở nhà còn dọn chỗ. Được rồi, chị sẽ tìm ra thủ phạm cho em. Tao đây. Tao đang tìm mua cái loại camera mini. Đúng rồi, camera mini. Tao muốn mua cái loại đấy mà. Ừ đúng rồi, cái loại mà có thể quay lén được ý. Ừ. Đấy, từ sáng đến giờ tìm không thấy, bực hết cả mình cái tên này. Nhanh nhá, có gì. Anh. Ừ. Em nghe nói là anh đang muốn tìm mua camera. Bên em là có camera to nhỏ lớn bé đủ các loại. Đúng chỗ anh cần này. Anh qua bên em xem nhá. Tao đang muốn mua cái loại camera mà mini. Camera mà... mini. Ừ, mini mà nó quay lén đi. Ông anh trông thế này mà lại cũng thích bộ môn quay lén à? Có luôn là cái này đặc sản bên em. Camera bé tí nhưng mà quay hình vẫn nét căng đến đét luôn. Này, đét em có cả camera cái video test. Test à? Anh xem không? Xem. Đây. Này. Sao thế? Đưa tao xem. Đấy. Cảm ơn này. Sao? Nhìn kiếm cái chỗ nào mà nó kín một tí. Ngại à? Ngại. Người ta đánh giá tao. Rồi. Đi thì đi. Đi. Chỗ này bằng chưa?
Đỡ ngại nhá. Nhá. À, đây nhá. Xem xem. Đây này, này cũng quay cái này cho nó kín này. Này. Nét không? Cúi thấp xuống để xem. Căng không? Căng thì căng đét mà. Xem được không? Ừ, được đấy, camera người ta như thế cơ mà. Cúi xuống cho tao xem thôi. Đây. Ui giời ơi. Ngựa này. Mày làm cái gì đây? Cướp à? Bỏ nó ra. Tao cáo được mày rồi. Thủ phạm tung clip của tao biết chính là mày. Tuyết nào? Tôi đâu có biết tuyết nào. Mày còn chối ạ. Hai người làm cái gì để bỏ tôi ra? Tôi đã xem clip và thấy được ngày quay clip là gần đây. Đồng thời hỏi chuyện Tuyết, xác định chỉ có cậu là người đến chơi và vào phòng trọ của con bé. Tôi đã lục soát khắp phòng, phát hiện ra camera ẩn trong camera mô hình cậu tặng con Tuyết. Vì thế, nghi phạm lớn nhất chính là cậu. Tôi nhờ cậu Đức đóng giả người mua hàng và trích giá. Xác định 100% cậu là thủ phạm. Sao nào? Còn thua nữa không? Hai người bỏ tôi ra! Bỏ! Bỏ á? Không bỏ ra mà còn tẩn cho mày một trận rồi mang lên công an để mày hạ được. Suýt nữa mày hại đời con Tuyết rồi. Hai người mà đánh tôi ấy, tôi báo công an luôn. Mày báo á? Mày báo đi! Cái thứ vô liêm sỉ á, biến thái như mày á, dám tung clip của người khác lên mạng á thì đáng đánh ý. À đúng rồi, lột đồ nó ra. Sau đó chị sẽ quay clip tung lên mạng để nó hiểu được cảm giác của nạn nhân. Không, không, đừng, em xin lỗi anh chị. Em xin anh, em xin chị. Em biết lỗi em sai rồi ạ. Anh chị đừng lột đồ em ra. Được, anh không lột đâu. Em không dám làm gì nữa đâu. Được, cái đấy đây. Dạ đây, tất cả ở trong điện thoại em ạ. Mật khẩu là gì? Dạ mật khẩu là từ 1 đến 9 bỏ số 7 ạ. Được rồi. Tôi thế dịch thu cái này và giao cho công an. Còn giờ, được. Dạ. Xử nó đi em. Ừ. Xử cái gì ạ? À? Chị ơi, em xin lỗi chị rồi mà chị. À, đừng anh ơi. Em xin anh. Hiện nay việc sử dụng camera an ninh trong nhà không còn xa lạ với mọi người. Nhưng bên cạnh đó là những hành vi vô đạo đức khi tự ý quay trộm, tung clip nóng của nạn nhân lên mạng. Đó là hành động đáng lên án và vi phạm quyền riêng tư. Nếu bị phát hiện sẽ bị phạt tù từ 10 đến 15 năm. Chính vì thế, hãy cẩn thận khi sử dụng camera an ninh trong nhà. Đổi mật khẩu và thường xuyên kiểm tra. Khi đến nơi ở mới, bạn cũng nên kiểm tra trong phòng xem có camera giấu kín nào không. Hãy bảo vệ chính mình. Trong trường hợp bất đắc dĩ khi bạn trở thành nạn nhân của loại tội phạm đó, hãy ngừng cao đầu vì bạn không được gì phải xấu hổ cả. Kẻ xấu hổ là kẻ có hành vi đồi bại đó. Hãy để pháp luật trừng trị chúng. Và tôi là bà chủ trọ thần thám. Tiền nước tháng này của cậu là 101. Dùng nhiều thế. Dùng nhiều này tháng sau tôi phạt đấy. Chị ơi, cái xe em vừa để ở đây, bây giờ mất rồi. Tiền đi làm cả năm của em, bây giờ mất rồi thì em biết ăn Tết kiểu gì bây giờ. Này, trả xe tôi đây. Cô làm cái gì đấy? Sợ trả cái xe của tôi được hả? À đúng rồi. Em bình tĩnh. Tiền nước tháng này của cậu là 101. Dùng nhiều thế. Dùng nhiều này tháng sau tôi phạt đấy. Đây, để em gửi chị luôn. 102 được chưa? Khổ lắm. À, sao thằng này giỏi thế? Thế còn đóng tiền đúng hạn này còn đóng hẳn 102. Thì tại bố mẹ em ở quê gửi tiền lên sớm, xong rồi em đưa cho chị. Việc gì mà xoắn thế nhở? Ừ, đúng. Chị ơi, cái xe em vừa để ở đây, bây giờ mất rồi. Tiền đi làm cả năm của em, bây giờ mất rồi thì em phải ăn Tết kiểu gì bây giờ. Nhưng mà em có chắc là em để đây không đấy? Chắc. Xe em lên đi, em sẽ em dắt xe đi. Thôi em vừa mới về, em đi tắm một cái, chẳng ra không biết xe đâu cả. Anh ơi, em chết mất. Trời ơi, cô cứ bình tĩnh. Xóm chợ của tôi hơi bị an ninh ấy, làm sao xảy ra chuyện lớn được. Em nói thật với chị nhá,
an ninh là an toàn giờ này ấy, thì nó cũng hết rồi. Hôm nọ ấy, em vừa bị mất cái điện thoại. Làm gì có ai tra khảo được cái gì đâu. Em nói thật, chỉ cái loại đi đêm về trễ mới là cái loại hay đi ăn trộm ăn cắp thôi. Này này, cậu nói linh tinh gì đấy? Em nói thật mà. À đúng rồi, chắc chắn là anh Khang. Dạo này anh hay đi đêm về hô lắm, mà còn hay mua sắm nữa. Này, trả xe tôi đây. Cô làm cái gì đấy? Sao trả xe của tôi được hả? À đúng rồi. Thôi, bình tĩnh. Bình tĩnh. Anh Kha à, dạo này cho anh mảnh trẻ nhở. Tôi nói thật nhá, không đi làm mà có ăn ấy thì chỉ có đi ăn trộm, ăn cắp thôi. Mày nói cái gì đấy hả? Mày đi bố mày đấm vỡ mồm sao? Ra không? Có tao giật mình à? Hả? Thôi, đúng rồi đấy. Tôi cấm cô cậu là gây rối ở cái sóng trọ của tôi đấy nhá. Nhà bao việc, chuyện này tôi sẽ điều tra. Các cô cậu giữ đồ cho cẩn thận, lần sau mà mất mát gì nữa nhá thì đừng có trách, tôi đuổi hết. Giải tán đi. Sao? Chính là trận. Sao chị với chị em? Đơn giản. Tôi đã dùng thịt lợn để chung cơ. Thịt lợn. Tôi biết độ này thịt lợn rất khan hiếm và đắt tiền. Tôi đã cố tình mua loại ngon, treo hớ hình ở trên xe. Người có đầu óc chắc chắn sẽ trộm đem bán. Lúc này tôi chỉ cần dùng 3 triệu nước, yêu cầu mọi người rửa tay. Quan sát triệu nước, tôi đã biết ai là thủ phạm. Hôm trước khi nghe sóng mất cắp, cậu tỏ vẻ hốt hoảng, nhưng thái độ điềm nhiên của cậu lại tố cáo cậu tất cả. Cậu thường ngày chậm trễ việc nộp tiền và có tiếng keo kiệt, hôm đó là hà phóng cho tôi thêm tiền chưa từng có. Đồng thời cậu bảo bố mẹ cậu gửi tiền lên, nhưng tôi thấy lúc đó là cuối tháng. Chỉ có đầu tháng bố mẹ cậu mới gửi tiền. Khi cậu bảo mất điện thoại, tôi ngạc nhiên vì chưa bao giờ nghe cậu phàn nàn gì. Đồng thời đánh lạc hướng cô Châu và tôi để nghi ngờ Khang lấy trộm. Những lời của cậu đã giúp tôi và Châu nghĩ Khang chắc chắn là thủ phạm. Ăn cắp thì quen tay, giờ cái công an gô cậu cậu lại. Này thằng khốn, mày dám bắt cắp xe của tao à hả? Em xin lỗi chị ạ. Đây. Em xin lỗi chị. Thịt lợn tôi đâu? Thịt lợn hơi bị đắt đấy. Đừng tưởng tôi quên. Cô kia. Hiện nay chuyện trộm cắp các xóm trọ không phải là hiếm. Để bảo vệ sự an toàn cũng như tài sản của mình,
mọi người hãy đóng cửa cẩn thận. Khi để đồ vật ở ngoài, nhớ khóa và kiểm tra lại. Không được tin tưởng ai dễ dàng. Con hai, nhớ theo dõi kênh để biết các trường hợp lừa đảo khác. Và tôi là chủ trọ thần thái. Các góc khác, 3, 2, 1, action. Chưa, lại luôn. Anh Kha à, dạo này trông anh mảnh chọe quá nhở. Tôi nói thật nhá, loại đi làm mà không đi làm ấy, đi làm mà không đi làm ấy. Ủa, bạo không anh? Tại này, 3, 2, 1. 3, 2, 1, action. Thủ phạm không ai khác, chính là cậu. Cái gì? Sao chị nhìn em như này mà chị bảo em đi ăn cắp thịt lợn á? Ở đây là thịt lợn á, thì tôi cũng nói thành thành đấy à? Thành lộ à? Thành lộ à? Nhầm. Không. Lại đây. Sao lại chuyển lại đó? Xem lại em nói nhầm bác rồi. Lại nào. 3. Trẻ như thế mà cho bác. Cấp phân đoạn. Châu chuẩn bị lao vào đánh ấy. Ờ đứng dậy em, bạn này đã quỳ đâu. Này thằng khốn nhá. Mày dám xem xe của tao hả? Mày dám xem xe của tao hả? Mày dám xem xe của tao hả? Em xin lỗi chị ạ. Này, bình tiên lợn vẫn đâu rồi? Tiên lợn đắt lắm nhá. Tưởng tôi quên đấy. Sao kia ạ? Ok chưa? Cậu cười gì ạ? Chứ cậu cười kì đéo gì ạ? Con đang quay nó cười. Cứu tôi với. Máy này. Phân đoạn cuối đúp 2 tiếng. 3, 2, 1, action. Lại này, luôn này. 3, 2, 1, action. Hiện nay, chuyện trộm cắp ở các xóm chọn không phải là hiếm. Để bảo vệ sự tài. Lại em ơi. Thôi đừng trèo nữa. Anh ơi, em chết mất. Thôi. Sao đâu? Cô cứ bình tĩnh. Xóm chợ của tôi hơi bị an ninh ấy. Sao xảy ra chuyện lớn đi cơ? Em nói thật với chị nhá. An ninh là an toàn giờ này ấy, thì nó cũng hết rồi. Hôm trước em vừa bị mất cái điện thoại đây. Có ai tra khảo được cái gì đâu. Em nói thật nhá. Chỉ cái loại đi đêm về trễ mới là cái loại ăn trộm ăn cắp thôi. Này này, cậu nói linh tinh gì đấy? Em nói thật mà. À đúng rồi. Chắc chắn là anh Khoan à, bị thiếu toại, bị mất cái điện thoại đúng không? Dạ rồi. Có đấy giờ. Dạ rồi mà. Ok, sorry lại nhá. Tiếp này, lùi lại 2 bước rồi, bắt đầu lại tiếp này. 3, 2, 1, rồi. À đúng rồi. Chắc chắn là anh Khang. Dạo này á, anh hay đi đêm về hôm lắm. Mà còn hay mua sắm nữa. Ủa. Này. Thôi tại sao em... thể lấy xe của tôi được ạ? À? Cô làm cái gì đấy? Xe của tôi đây. Cô làm cái gì đấy? Thôi. Bình tĩnh em ơi. Anh Khang. Dạo này trông anh mảnh chọe quá nhở. Tôi nói thật nhá, không đi làm mà có ăn ấy thì chỉ có đi ăn trộm, ăn cắp thôi. Mày nói cái gì đấy hả? Mày tin tao đấm vỡ bụng mày sao? Sao? Có tao giật mình hả? Hả? Thôi! Đủ rồi đấy. Tôi cấm các cô cậu là gây rối ở cái xóm chợ của tôi ấy nhá. Lại em từ câu thôi đủ rồi đấy. Lại 3, 2, 1, tiếp. Thôi! Đủ rồi đấy. Tôi cấm các cô cậu là gây rối ở cái xóm chợ của tôi ấy nhá. Vâng ạ. Nhà bao việc, chuyện này tôi sẽ điều tra. Các cô cậu giữ đồ tôi cẩn thận. Mất mà kêu mất một lần nữa nhá. Thì đừng có trách, tôi đuổi hết.